Xin kính chào toàn thể các cô chú, các anh chị với các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt tại xóm Khướng, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình để quay lại đây thăm hai gia đình đặc biệt khó khăn mà cách đây khoảng 2 hôm Ngân vừa ghé thăm. Ngày hôm nay Ngân ghé lại để trao những cái phần quà của các cái mạnh thường quân gửi tặng đến gia đình của hai gia đình khó khăn này. Và bây giờ thì mời các cô chú, các anh chị cùng các bạn hãy theo chân Ngân cùng đi vào bên trong để thăm gia đình đầu tiên. Đó là gia đình của chị Bùi Thị Ngân đang sống trong cái túp lều rất là tạm bợ cùng với 5 đứa con nhỏ rất là khó khăn. Xin mời toàn thể các cô chú, các anh chị cùng đi với Ngân ạ. Đây, căn nhà nhỏ phía trước đây, túp lều đây, đúng hơn. Cháu nhỏ. Chào cháu gái nhé. Chào bác chưa, chào chú chưa? Đang làm gì đây? Đang trèo cây á? Ui trời ơi, trèo cây sợ ngã chứ. Trèo cây là ngã đấy. Ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn à? Ô, đi về nhà đi. Đang nấu à? Ai nấu con? Chị gái nấu à? Rồi, đi về nhà với chú đi. Em chào chị nhá. Vâng. Chị đang ở nhà. Vâng. Hôm nay em lại lên thăm gia đình. Vâng. Ai trời ơi, cháu nhỏ làm sao đây? Nó đi nghịch bẩn lắm. Đi nghịch quá à? Vâng. Vâng. Em lên nhà một tí chị nhá. Vâng. Đây, lên bằng cái đường khó đi thế này à? Hôm nay xinh gái thế nhỉ? Hôm nay mặc váy xinh gái thế. Áo được áo mới ngày trước à? Ai cho con đây? Căn nhà hôm trước đây các cô chú, các anh chị cùng các bạn mình vừa ghé cách đây 2 hôm, hôm nay ghé thăm lại. Bây giờ Ngân sẽ mang những cái phần quà để lên tặng cho gia đình với là các cháu. Ôi, mấy chị em ở nhà hết à? Ui giời ơi, làm gì đây? Ui giời ơi, em bé đang nằm à? Cho em nằm thế à? Đây các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Đây là 4 trong 5 người con của chị Ngân ở xóm Khướng, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Cháu Oanh nhỉ? Oanh là 14 tuổi đúng không? Còn cháu đây là cháu thứ 3 này, là năm nay. Con tên là Trúc đúng không? Trúc học lớp 1 nhỉ, 6 tuổi nhỉ. Đấy, còn em bé đây nữa. Em bé đây vừa 2 tuổi thôi. Đấy, còn cháu trai thì được 10 tháng tuổi đây. Đấy, hiện tại thì gia đình của chị Ngân thì chồng đang bị giãn cách ở trên Cao Bằng, còn 5-6 mẹ con này đang sống chung cái túp lều này. Đây là chị gái lớn nhất nhà đây đúng không? Và cháu đang làm gì đấy? Nấu cơm à? Khói thế. Giờ chú cho sữa nhá, chú lấy sữa cho uống nhá. Rồi, đâu chị Trúc nào, chị chia cho, mở ra chia cho các em mỗi người một hộp uống tạm trước đi nào. Đấy. Rồi, chia cho các em nhá. Tí là chú phát tiếp nhá. Quên, cứ tưởng là bác nhá. Chồng chị sinh năm bao nhiêu nhỉ? Thế là hơn em đấy. Dạ. uống nhá. Rồi, đúng rồi. Ui, hai em này thì có vẻ biết làm rồi nhỉ. Đấy, rồi, uống đi thôi. Đây. Rồi, còn em bé út này, em trai bây giờ là cháu đích tôn đấy chứ. Nhớ, ngon không? Đấy. Đấy, uống nhá. Còn tí nữa tí nữa chú sẽ cho tiếp nhá. Rồi, uống đi, đang ngồi sang bên chị, ngồi xuống uống với chị ngoan thì chú mới cho tiếp nhá. Dạ. Đó. Còn cái thằng này nó thôi. Rồi.
Kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị với các bạn, hiện tại thì Ngân đang có mặt ở trong nhà của chị Bùi Thị Ngân ở xóm Khướng, xã Bình Hẻm, huyện Lạng Sơn của tỉnh Hòa Bình rồi. Thì hôm nay rất là buổi trưa này mình ghé tranh thủ, cho nên là hiện tại là rất là đông đủ các thành viên trong gia đình. Ở đây thì có chú chị Ngân đây và các cháu cũng đã về, người thì đi làm, người cũng đi học cũng về đây rồi. Hôm nay chị có đi làm không? Vừa đi bán rau về. À, bán rau à? Vâng. Vâng, thế nhà chị trồng được rau à? Không, cái rau ở ngoài bãi suối ấy. À, đi cắt rau ở ngoài suối ạ? À, rau dớn này. À, vâng. À, đi cắt hồi nào hả chị? Lúc sáng, tối hôm qua đi được một tí, sáng này dậy sớm này đi. À, vâng. Đi cắt được một tí thì bán lấy mấy cái bao để tớt lúa. À, lấy cái bao bán được nhiều tiền không ạ? Hôm sáng nay đi được nhiều tiền không chị? Được 80.000. Cắt cũng nhiều thế ạ. Đi cắt mấy mẹ con? Hai mẹ con. À, hai mẹ con đi cắt à? Vâng. Hai mẹ con đi cắt chỗ cháu Thơ à? Đi làm không? Oanh. À, oanh đi cắt à? Mấy hôm qua nghỉ học chủ nhật là đi cắt với mẹ. À, là được 80.000. Tức là hai mẹ con đi mấy ngày thì được từng đấy hả chị? Hôm qua đi một buổi, hôm sáng nay đi một buổi. À, coi như là một ngày hai mẹ con thì được 80.000. Lúc kia con còn đi với mẹ. Con có hay cắt chưa? Con có hay cắt không? Có. Khoanh chân lại ngồi. Đây, ngồi khoanh chân nhá. Ngồi lên đằng này. Rồi, chị ơi, hôm trước em về thăm gia đình đấy, thăm các cháu cũng thấy rất là thương các cháu, bởi vì là đang trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn như thế này. Cháu kệ cháu cứ cho cháu ngồi đây cũng được, không sao đâu. Của chú nhá, không chờ nhá. Rồi, uống sữa đi thôi nhá. Rồi, ngoan rồi nhờ. Để chú nói chuyện một tí nhờ. Khâu khỉnh quá, cái này là của chú, không được sờ vào nhá. Ồ, sờ vào là ẹ đấy nhá. Đấy, cái này của chú, ẹ lắm. Không sờ đâu nhá. Đợi em tiếp câu chuyện ạ. Thì thật sự với chị là em về thấy cái cảnh, hoàn cảnh của gia đình mình nhá. Cũng rất là thương. Không biết làm sao, thật sự là cũng muốn là về để kêu gọi các mạnh thường quân để giúp đỡ cho gia đình mình được. Thật sự cái mong muốn của em ấy là em rất là muốn là có thể là giúp gia đình mình có được cái căn nhà cấp 4 nó cố định để che nắng che mưa cho các cháu. Nhưng thật sự với chị là cái kênh YouTube của em á, nó cũng còn rất là nhỏ, cho nên là một hai ngày hôm qua thì em về thì cũng vận động chưa được nhiều. Cho nên là tối hôm qua thật sự cũng không ngủ được, cũng chằn chọc mãi là không biết là nên giữ cái số tiền này hay là mang vào để gửi cho chị với các cháu để có cái giai đoạn khó khăn này, để có cái chi tiêu. Thì em cũng sau một gần như là một đêm thì em cũng suy nghĩ, thì em cũng nghĩ là em nếu mà em cầm cái số tiền mà các cô chú mà các anh chị mà ủng hộ gia đình á lâu á thì gia đình cũng cần để sử dụng đến, chắc chắn là như thế. Cho nên là em cũng sợ là cái khả năng của mình là để mà vận động mà xây nhà nó cũng còn hạn chế đấy, cũng còn khó khăn. Sang đây tí nữa bác lấy cho, sang đây ngồi, sang đây bác chú lấy cho, ngồi sang đây chú lấy cho. Rồi sang đây ngồi yên nhá, ngồi ngoan nhá, để chú nói chuyện nhá. Nhiều thế. Vâng, chị ơi, thì cho nên là ngày hôm nay thì em quyết định vào thăm gia đình. À, xem nồi cơm ạ. Về thăm gia đình mình thì em cũng muốn gửi đến cho chị cái phần quà này trước tiên thì đã. Còn cái việc mà ví dụ như vận động được xây nhà cho các cháu thì sau này tính sau chị ạ. Vâng, bởi vì cũng thấy bây giờ cũng khó khăn quá. Được đồng nào thì cũng muốn gửi cho các chị trước để các chị có cái chi tiêu để có thể là mua cho cháu được hộp sữa hoặc là con cá khô để hàng bữa để có cái ăn cho các cháu. Và thì chính vì thế thì ngày hôm nay thì em về đây á, thì em cũng chia sẻ với chị là sau cái hai hôm thì em đưa cái hình ảnh thông tin nhà mình lên á, thì có các cô chú mà anh chị thì gửi cho nhà chị được tổng cái phần quà là 2 triệu chị nhá. Vâng, 2 triệu để ở đây á, thì bao gồm mà có chỗ chị có chị Hà này, chị Hà ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy là gửi cho nhà chị là được 1 triệu. Đó, còn chỗ
Em Bùi Thị Hiền cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đừng nghe cái bác nào, đừng nghe cái bác nào. À, đừng nghe cái chú nào. Em Hiền ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng gửi cho chị được 200.000. Chỗ chị Nguyễn Lan Anh ở thành phố Hòa Bình thì gửi cho chị được 200.000. Chị Thanh Yến thì gửi cho chị được với các cháu là 100.000. Anh Quách Văn Hồi là người ở Lạc Sơn nhưng mà hiện tại đang sống ở trong Tây Ninh á, thì cũng gửi qua thông tin em thì cũng gửi cho gia đình được 500.000. Thì tổng số tiền mà em quyên góp ở trong mấy ngày hôm qua thì được tròn là 2 triệu. Thì 2 triệu này thì sáng nay để em có đi qua để em mua cho các cháu, trích ra 500.000 để em mua cho các cháu được những cái phần quà này. Vâng ạ, ở đây thì có bánh kẹo cho các cháu này, có cho cháu, có mở cho em ăn đi con, mở cho em ăn nhá. Ở trong này thì có sữa cho các cháu nhá chị nhá, và có bột giặt này, vâng, có nước mắm này. Vâng, chị với lại các bác ở mà thương mà cho cái món quà này. Dạ. Là em mà muốn như thế này nhưng mà vâng, không biết làm thế nào thì các bác, các anh, các chị cũng nhìn thấy em khó khăn thế này thì cũng thương em, thì em cũng cảm ơn. Dạ. Đã biết nói gì hơn. Dạ vâng. Thì ở đây chị nhá, có mấy cái đồ để mình sinh hoạt hàng ngày này, có nước mắm, có dầu ăn, có bột ngọt, có muối này, có lạc để cho các cháu này. Ở đây thì có thịt, tí nữa chị đây, ở đây là một cân cái thịt, là thịt ngon đấy nhé cháu nhá. Tí nữa đi cắt ra thái để rang lên cho các em với mẹ cùng ăn, nghe chưa? Đấy, ở đây là cái phần quà này chị nhá, thì em mua sắm hết là 500.000 rồi. Đó, chị bế cho cháu với, không thì cháu nó quấy quá. Ôi, cái này đừng vội làm ra con. Không, chưa ăn được con. Tí nữa chị làm cho chị ăn. Đấy. À, chị Oanh, chị Thơm này. Chị Thơm có thể cái này mang đi chế biến đi con. Con mang đi chế biến cũng được. Đấy, thì con giữ lại. Còn cái này, mấy cái đồ này không ra được. Thì ở đây là còn lại là 1.500.000 chị ạ. Vâng, thì em sẽ gửi cho chị tiền mặt ở đây là 1.500.000 nhé. Để chị dùng cầm cái số tiền này để không con, để cái này mà bác gửi, chú gửi cho mẹ. 1.500.000 này là sẽ để cho chị, để chị tự xử lý để mua sắm giúp cho các cháu là được cái gì nhá chị nhá, ăn học gì đấy. Đấy, em gửi cho chị. Đó, là phần đây chị cầm giúp em ạ. Vâng. Chị xin em. Vâng, đây không, gọi chị em thôi. Vâng. Chị hơn em 1 tuổi. Vâng. Chị cũng giúp đỡ chị thế này. Chị vâng. Chả biết nói thế nào hơn, chị cũng cảm ơn là em. Vâng. Thứ nhất là em, thứ hai nó là các anh chị. Đây thì trong nhà mình là còn mỗi cháu Oanh, cháu Thơ là nghỉ học rồi ạ. Vâng. Cháu Thơ là nghỉ học rồi, còn 3-4 cháu thì vẫn đi học đúng không ạ? Vâng. Cháu nhỏ thì chưa đi. Vâng. Hai cháu nhỏ là chưa đi hả chị? Vâng, chưa. À vâng. Thế cháu Thơ có muốn đi làm không? Có. Cháu muốn đi làm không? Có. Bởi vì là chú cũng chia sẻ một chút, là em cũng chia sẻ với cả chị nữa, là khi mà cái hình ảnh của gia đình mình đưa lên á, thì có một số cái anh chị mà làm bên các cái công tác tuyển dụng việc làm thì cũng rất là thương tình theo cái hoàn cảnh của mình, thì cũng có cái nhá ý là ngày hôm nay là em lên đây thì hỏi cháu Thơ có muốn đi làm hay không. Vâng. Đó thì để các cô các chú là sắp xếp công việc cho. Vâng. Để có cái công việc nó làm nó ổn định, thì hàng tháng cũng có cái thu nhập cho gia đình. Vâng. Đó cho nên là ngày hôm nay thì em cũng về để thứ nhất là trao cái những cái phần quà đấy, các mạnh thường quân thương các cháu thì gửi cho các cháu, thứ hai nữa là cũng thăm các cháu lại, thứ ba nữa là cũng muốn là hỏi gia đình ý kiến của chị với lại cháu là xem là có suy nghĩ có muốn đi làm hay không, để chúng em cũng đấy cho tạo điều kiện để giúp cháu là có cái chỗ làm nó đàng hoàng, nó chắc chắn, để có hàng tháng cũng kiếm ra cái khoản thu nhập để giúp đỡ cho gia đình. Vâng. Vâng, đấy. Nếu mà em cũng xem có chỗ nào thì giúp đỡ chị với để vâng. Con để nó đi làm để hàng tháng xem có gửi về để mua gạo mua đấy, cho em nó ăn. Vâng. Thế thì cháu muốn đi làm đúng không? Cháu cũng muốn đi làm lắm đúng không? Muốn giúp bố mẹ đúng không? Chị thì cũng đồng ý cho cháu nếu có chỗ nào mà gọi là đàng hoàng nó tin tưởng thì để cháu đi làm đúng không ạ?
Vâng, thế để em gọi trực tiếp cho cái bạn của em và cái chị chuyên làm bên tuyển dụng việc làm ở dưới Bắc Ninh ấy, thì có thể là chị sẽ giúp được cho cháu, bởi vì là sáng nay khi mà chú lên đây thì chị cũng có liên lạc là xem hỏi ý kiến của cháu là xem có muốn đi làm hay không để chị sắp xếp công việc cho. Chú cũng sẽ chọn cái chỗ nào mà nó tin tưởng, nó đàng hoàng, bởi vì cháu cũng còn ít tuổi và con gái mới lớn cho nên là cũng phải cẩn thận. Đó thì đấy, an toàn mà an toàn cẩn thận phải cẩn thận. Vâng, thì mình mới nên đi, để có gì thì chú sẽ liên lạc lại với gia đình nhá. Đấy, thơ nhá. Chị ơi, thế thì hôm nay thì em cũng xin phép được làm phiền gia đình của mình như thế thôi. Thì cố gắng chị nhá, động viên các cháu để biết là cũng nhiều cái vất vả, nhiều cái khó khăn đấy, bởi vì kinh tế gia đình thì không có cái nguồn thu gì mà con thì đông, nhưng mà cố gắng thì cái gì nó cũng sẽ qua dần dần thì thôi, để các cháu nó vài năm nữa lớn rồi cháu nào cũng biết đi làm thì chắc là lúc đấy là kinh tế mình có là ổn thôi mà. Thế bây giờ thôi, mấy mẹ con chuẩn bị cơm nước đi thôi. Em cũng xin phép em chào gia đình thôi. Cùng chị ăn một bữa cơm đã. Vâng, chắc có gì như thế chị ạ. Vâng. Anh chị thương với lại các em thương rồi thì ở cùng chị ăn một bữa cơm xem nó như nào đã. Vâng, dạ. Cơm nào em cũng ăn được chị ạ, nhưng mà em lại còn bây giờ lại lên để trao tiếp cái phần quà cho nhà chị Thiện à. Vâng, nhà chị Thiện ở bên trên nhà mình khoảng độ 10 mét này nữa. Vâng, thì để trao nốt cái phần quà các cái cô chú, các mạnh thường quân gửi cho gia đình luôn đi. Vâng, thì cũng biết là gia đình cũng mong mỏi ấy. Vâng, thì bây giờ em chào gia đình nhá. Vâng, chào chị với lại các cháu nhá. Rồi, cố gắng, vâng, cháu nào là chuẩn bị đi làm thì cố gắng này. Chăm để làm kiếm ra đồng tiền để phụ giúp gia đình này. Còn cháu nào mà đang đi học thì cố gắng học thật giỏi nhá. Rồi, chúc đâu, chào chú chưa? Chào quan chú. Rồi, ngoan rồi. Rồi, chào cháu hai nhá. Rồi, giỏi quá, bye bye cơ. Rồi, chúc cả gia đình sức khỏe may mắn nhá. Rồi, xin chào nào, cả gia đình xin chào nào. Rồi, cố gắng lên nhá. Cố gắng lên, cái gì cũng sẽ qua nhá. Rồi, rồi, cháu bé nhá. Rồi, xin chào, rồi. Rồi, em đi đây chị ơi. Vâng. Vâng, thôi ạ, để hôm khác đi ạ. Vâng. Kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn, vậy là Ngân đã trao những cái phần quà yêu thương đến gia đình của nhà chị Ngân ở xóm Khướng, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình rồi. Thực sự những cái khoản hỗ trợ của cô chú, các anh chị và các bạn, Ngân rất là mong muốn để dành để có thể là giúp gia đình xây dựng được một căn nhà nhỏ. Tuy nhiên Ngân biết rằng rất là khó, bởi vì là xây một căn nhà nhỏ bây giờ thì cũng phải tốn khoảng độ 4-50 triệu rồi. Còn cái khoản tiền của Ngân hai ngày hôm nay quyên góp được từ các cô chú, các anh chị ủng hộ thì cũng vừa được có 2 triệu thôi. Thành thử ra rằng Ngân nghĩ rằng để mà xây được căn nhà thì còn rất là lâu. Chính vì thế mà giữ cái đồng tiền này thì cũng lâu, mà gia đình ấy rất là mong muốn để có, để có thể là mua được bát gạo, mua được gói mì, gói muối. Chính vì thế ngày hôm nay Ngân quyết định là trao trước cái số tiền này cho gia đình của nhà chị Ngân, để chị ấy có thể là sắp xếp để chi tiêu trong gia đình. Một lần nữa Ngân rất là cảm ơn những cái tình cảm, những cái sự ủng hộ rất là chân thành, rất là ấm cúng của tất cả các cô chú, các anh chị cùng các bạn, đặc biệt là những cái món quà ý nghĩa của chị Hà ở Sài Gòn với số tiền là 1 triệu, chị em Hiền ở thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 200.000, anh Hồi ở Tây Ninh với số tiền là 500.000 và chị Thanh Yến với số tiền là 100.000, cùng chú chị Nguyễn Lan Anh ở thành phố Hòa Bình với số tiền là 200.000, tổng cộng là 2 triệu thì ngày hôm nay Ngân đã trao quà và trao cái số tiền mặt cho gia đình của nhà chị Ngân rồi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những cái tình cảm, sự đóng góp của toàn thể cô chú, các anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại cô chú, các anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.